Vâng, xin chào các anh chị các bạn, xin chào tất cả những người đang xem video của kênh PA Marketing. Tên tôi là Lê Phan Anh, là giảng viên đại học, một chuyên gia về marketing online hàng đầu tại Việt Nam. Từ năm 2008 tôi đã là giảng viên đại học rồi, chắc là các bạn cũng đã biết tôi rồi. Và hôm nay thì tôi làm một cái video để nói cho các bạn, các anh chị những cái cách mà chúng ta có thể kiếm được tiền tại nhà trong cái thời kỳ Covid. Và cái video này cũng đang làm trong cái thời kỳ giãn cách. Và ngày hôm nay là ngày 24 tháng 8, là cái thời kỳ giãn cách tại Hà Nội. Tôi đang làm cái video này và muốn dành tặng cho các anh chị các bạn, để các anh chị các bạn có thể có những ý tưởng kiếm được tiền, bán được hàng và gia tăng cái thu nhập cho mình trong cái thời gian đang giãn cách như thế này, được không ạ? Thế thì tiêu đề của video vlog này đó chính là 19 cách kiếm tiền trong thời kỳ Covid-19. Tôi luôn luôn tìm cố gắng là cái chọn cái số 19 này để nó có cái sự ăn nhập với nhau, được chưa? Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn hình thức bán hàng online, bán hàng trực tuyến, chắc chắn rồi. Chúng ta có thể bán các hàng thiết yếu như là đồ ăn, thức uống, như là hoa quả, đúng không ạ? Chúng ta có thể bán những cái sản phẩm chúng ta làm ra để chúng ta hỗ trợ cho cái việc kinh doanh, cái việc bán hàng của chúng ta trở nên tốt hơn vì những hàng thiết yếu bây giờ vẫn cần thiết. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể bán mỹ phẩm này, bán thuốc này, bán thực phẩm chức năng này, bán các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc là những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều rất là tốt. Bán máy tính, bán điện thoại, máy tính bây giờ sử dụng rất là nhiều trong cái thời kỳ đại dịch như thế này thì lượng sử dụng máy tính ngày càng nhiều hơn, đúng không ạ? Và chúng ta có đồ ăn gì chúng ta có thể tự làm, đồ handmade gì là chúng ta làm bán. Chúng ta cũng có thể bán thời trang, bán các cái sản phẩm phụ kiện điện thoại, hàng tiêu dùng, bởi vì ship vẫn hoạt động như bình thường. Và tất nhiên để bán được hàng thì các bạn cần phải có kỹ năng bán hàng, thì các bạn có thể liên hệ với thầy Phan Anh và công ty PA Marketing để được tư vấn và đào tạo cho các bạn rất nhiều những cái khóa học và những kỹ năng bán hàng online đỉnh cao. Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang bán hàng rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, tiếp tục là chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một cái cách bán hàng thứ hai nữa, đấy là chúng ta cung cấp các cái dịch vụ phục vụ cho các cái doanh nghiệp, các cá nhân, những người làm kinh doanh trong các cái lĩnh vực về chuyên môn. Thí dụ như chúng ta có thể làm website, chúng ta có thể làm hình ảnh, chúng ta có thể làm video, chúng ta có thể viết bài SEO, và chúng ta có thể chăm fanpage, chúng ta có thể phát triển hội nhóm, chăm các hội nhóm. Vâng, chúng ta cũng có thể hỗ trợ các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, rồi các dịch vụ giao vận. Chúng ta có thể làm người mẫu tại nhà để làm các cái sản phẩm cho khách hàng, ví dụ như là trong lĩnh vực thời trang, đúng không? Chúng ta có thể lấy nick hay là xác minh nick Facebook hay lên tích xanh hay chạy quảng cáo thuê, vân vân. Công ty thầy Phan Anh cũng có những cái dịch vụ chạy quảng cáo thuê như vậy. Vâng, tôi đang làm video để tắt các cái tiếng đi để cho các bạn dễ quay, này cũng đang khá là nóng đó. Thứ ba nữa là các bạn có thể làm các cái dịch vụ đào tạo trực tuyến. Và đào tạo trực tuyến thì ai có kỹ năng gì, chuyên sâu gì thì dạy cái đó. Ví dụ như tôi có thể dạy về marketing online, dạy kinh doanh, dạy bán hàng, dạy chốt đơn, dạy về CEO, CMO, vân vân đó. Thế còn các bạn thì có kỹ năng gì dạy được? Toán lý hóa, văn sử địa, ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, đúng không ạ? Rồi thì dạy kỹ năng sống cho sinh viên, cho học sinh, rồi thì dạy toán, dạy tiếng Việt, rồi thì dạy những cái vấn đề khác nữa. Chúng ta có rất nhiều, đúng không ạ? Dạy đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền ảo, đầu tư về cái ngoại hối. Và chúng ta cũng có thể làm trợ giảng cho lớp, chúng ta cũng có thể chuẩn bị các học liệu, tài liệu vân vân. Thì chúng ta cũng có thể viết app này, viết web này, viết phần mềm này, viết game này, viết lập trình cho hệ thống này, rồi làm tester, rồi làm testing các cái sản phẩm phần mềm của các công ty trong nước và nước ngoài. Đấy, nhưng với điều kiện là các bạn phải có kỹ năng về lập trình, đúng không? Số 5 đấy là các bạn có thể tham gia vào đầu tư. Dịch giã này không làm ăn được thì chúng ta có thể đầu tư bất động sản. Bây giờ là thời điểm tốt, mua đi bán lại. Và tất nhiên là phải cân đối tiền bạc một chút. Thứ hai là đầu tư chứng khoán trong nước bây giờ đang bán lên giá rất là cao. Chúng ta cũng có thể là all in một vài con hoặc là chơi một số dòng blue chip, đúng không? Đấy, chúng ta cũng có thể đầu tư vào ngoại hối forex hoặc là đầu tư vào tiền kỹ thuật số Bitcoin. Giá Bitcoin ngày hôm nay cũng trên 1 tỷ đô rồi. Trên 1 tỷ đồng rồi. Đó, tỷ mấy rồi. Tức là nó cũng có thể lên xuống rất nhiều, thì chúng ta có thể đánh vào các cái tiền kỹ thuật số như vậy. Thứ sáu đấy là chúng ta cũng có thể làm cộng tác viên tham gia bán hàng. Thí dụ như là cộng tác viên bán mỹ phẩm, rồi cộng tác viên bán thời trang, rồi cộng tác viên bán rất nhiều thứ. Miễn là chúng ta bán những cái sản phẩm và dịch vụ hợp pháp, bán được và kiếm được thu nhập thì chúng ta làm thôi. Đấy là phương pháp bán hàng cộng tác viên, được chưa ạ? Tiếp tục đấy là phương pháp số 7, thì các bạn có thể sử dụng cái kỹ năng viết lách của mình. Đó, thí dụ như các bạn có thể viết sách, các bạn có thể viết blog, các bạn có thể viết SEO web cho doanh nghiệp, các bạn có thể chăm sóc fanpage, viết các bài báo, đúng không ạ? Rồi thì các bạn có thể viết kế hoạch, viết chiến lược. Thì hiện nay các doanh nghiệp cũng thuê tôi viết chiến lược cho họ rất là nhiều và tư vấn cho họ. Đó, thì cái sử dụng, và tôi cũng đang viết sách, các bạn biết rồi đấy, tôi cũng có xuất bản được 5 cuốn sách rồi, và bây giờ thì tôi cũng đang viết thêm một số cuốn nữa. Đấy, tất nhiên là thời gian nó cũng không có nhiều nên là mỗi lúc tôi phải chia ra, bởi vì ban ngày tôi vẫn phải giảng dạy cho sinh viên, buổi tối thì tôi vẫn có các lớp học về online, tôi tranh thủ làm vlog như thế này, hoặc là tôi cũng phải tranh thủ viết thêm sách một vài trang mỗi ngày, một vài trang mỗi ngày mỗi đêm, ok. Rồi, mục số 8 đấy là chúng ta có thể kiếm tiền trực tuyến, gọi là MMO, make money online, đúng không ạ? Thí dụ như là chúng ta làm kênh YouTube, chúng ta kiếm tiền trên YouTube, chúng ta làm TikTok, chúng ta kiếm tiền trên TikTok, chúng ta có thể review vân vân, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm Facebook video watch để mà kiếm tiền trên Facebook, có rất nhiều cách kiếm tiền trên Facebook. Chúng ta có thể kiếm tiền từ Google AdSense, Google AdMob vân vân, hoặc là các cái giải pháp ad break, ad là quảng cáo, break là gãy đoạn, tức là nó chèn quảng cáo vào.
qua đường link, qua video, rất nhiều cách đó. Đấy là cách số 8. Và cách gì thì chúng ta cũng đòi hỏi đều phải có kỹ năng, và chúng ta phải học hỏi và làm rất là tốt thì chúng ta mới kiếm được tiền. Cách số 9 thì tận dụng cái tài năng của bản thân, thì các bạn có thể làm các cái đồ thủ công để bán, ví dụ như đồ chơi, đồ nấu nướng, đúng không ạ? Rồi thì các cái đồ dùng cho gia đình, rồi đồ trang trí, rồi thậm chí là thêu thùa đan lát, vân vân, đúng không ạ? Rất tốt, trồng hoa này bán được đó. Rồi thì chúng ta có thể làm nến đây, ví dụ như là thầy cũng có thể thắp nến cho các bạn xem ở đây. Đấy, nến thơm. Vâng. Rồi, cách số 9 là như vậy. Cách số 10 thì chúng ta cũng có thể bán các cái dịch vụ online ở nhà, dịch ra như này, người ta xem phim, nghe nhạc rất nhiều, đúng không? Chúng ta có thể bán các cái tài khoản Netflix này, tài khoản nghe nhạc của Spotify này, đúng không ạ? Hay các phần mềm Microsoft Teams này, là phần mềm Zoom này, Canva Pro để chỉnh sửa ảnh này, làm video này, vân vân, đúng không ạ? Rồi thì bán các cái phần mềm game hoặc phần cứng game này, rồi thì nạp thẻ điện thoại này, làm thuế má cho doanh nghiệp này. Đấy, chúng ta có thể cung cấp những cái dịch vụ thủ công như vậy, hoặc là những cái dịch vụ online như vậy để chúng ta kiếm thêm, cũng rất là tốt, đúng không ạ? Rồi, giải pháp số 11, cách kiếm tiền số 11 trong thời kỳ Covid đấy là chúng ta có thể livestream, chúng ta có thể livestream bán hàng, đúng không ạ? Livestream chơi game để được donate, đúng không ạ? Hoặc là livestream tư vấn, hoặc là livestream để nhận được quà. Đấy, rất là nhiều những cái giải pháp như thế, được chưa? Vâng, tất nhiên là cố gắng là sử dụng những cái giải pháp hợp pháp một chút, những cái giải pháp hợp pháp một chút, chứ còn không thì nó không hợp pháp thì nó cũng sẽ có nhiều vấn đề, được chưa? Rồi chúng ta sử dụng các cái giải pháp 12 là giải pháp về tư vấn. Ví dụ như chúng ta có thể tư vấn theo lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, như là thăm khám sức khỏe đối với y tế này, rồi thì tư vấn pháp lý đối với những người làm luật này, tư vấn chiến lược kinh doanh này, như thầy có thể tư vấn chiến lược kinh doanh này. Tư vấn giáo dục này, có thể hoặc là tư vấn về tâm lý nếu mà chúng ta là một chuyên gia về tâm lý, bởi vì trong thời kỳ dịch như này thì cũng có rất nhiều những cái vấn đề bất ổn, các cặp vợ chồng hoặc là con cái, đúng không ạ? Họ cũng có những cái vấn đề về tâm lý thì mình có thể tư vấn và thu phí qua các công cụ Zoom, hoặc là thu phí qua các cái buổi trò chuyện, rất là hay, đúng không? Rồi. Rồi đến số 13 đấy là các cái dịch vụ tại nhà. Ví dụ như chúng ta có thể chăm sóc spa, làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, rồi thì khám sức khỏe tại nhà, sửa chữa đồ dùng tại nhà, rồi thì các cái dịch vụ có thể tiếp xúc một mà trong phạm vi cho phép, đúng không ạ? Hoặc là ở những cái khu vực mà không bị giãn cách, đúng không? 14 là chúng ta có thể sử dụng cái khả năng ngôn ngữ của chúng ta để dịch tài liệu, viết sách hai chiều, dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, làm phiên dịch viên. Đấy, tham gia vào các công việc mà cần đến cái khả năng về ngôn ngữ của chúng ta rất là tốt, đúng không ạ? Hoặc là giảng dạy về ngôn ngữ đó. Chúng ta cũng có thể là sử dụng cái phương pháp số 15 là affiliate, tham gia vào affiliate của Accenture, rồi affiliate của Shopee, của Lazada, vân vân để bán hàng. Đấy, rồi số 16 là chúng ta cũng có thể phát triển các cái hệ thống bán hàng online, các boss, các sỉ, đúng không? Hôm qua tôi vừa gọi với một bạn bán mỹ phẩm, bạn ấy cũng và mong muốn là nhờ tôi viết cho cái quy trình để mà tuyển sỉ, rồi thì chốt sỉ, rồi chăm sóc sỉ, bán hàng mỹ phẩm, vân vân. 17 là các bạn có thể sản xuất các cái bộ video khóa học, các kỹ năng của bạn để bạn bán các bộ video này trên các nền tảng trong nước và quốc tế, hoặc là tự bán đó. Và 18 là chúng ta có thể tham gia vào đánh giá các sản phẩm và dịch vụ thông qua các website review, các website survey, đúng không ạ? Review là đánh giá, survey là khảo sát đó. Thế rồi thì cuối cùng là giải pháp số 19 đấy là các bạn phải học thầy Phan Anh thôi, đúng không ạ? Thầy Phan Anh có rất nhiều các cái kỹ năng bán hàng online, các kỹ năng kiếm tiền, xây dựng thương hiệu, như là bán hàng trên Facebook, bán hàng đa nền tảng, như là TikTok, Zalo, Google, đấy, rồi website vân vân, có thể làm được. Rồi thì dạy cho các bạn các cái kỹ năng làm quảng cáo, rồi xây dựng thương hiệu, rồi thì phát triển những cái giải pháp về marketing, rồi thì kinh doanh vân vân. Đó, thì đấy là 19 cái cách kiếm tiền tại nhà trong thời kỳ Covid 19 hiện nay. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Một video rất là hot, hot theo đúng nghĩa luôn, đúng không ạ? Và bản thân tôi cũng đang rất là nóng, toát hết mồ hôi đây, bởi vì tôi tắt quạt và không sử dụng điều hòa, cho nên là nó rất là nóng. Và cảm ơn các bạn, và nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy share và hãy chia sẻ. Và nếu như các bạn thấy có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại câu hỏi và liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp tại địa chỉ là phananhonline@gmail.com, Facebook là Phan Anh Online, tức là facebook.com/phananhonline, và kênh YouTube là PA Marketing, website là pamarketing.vn. Xin cảm ơn.